Chúng ta cùng nhau đến với bài tập số 2. Trong bài tập số 2 này, các bạn nhìn thấy ở trên màn hình của mình, đấy là một chi tiết máy. Với kích thước, chiều dài của nó là 63, chiều sâu của nó là 100. Độ cao từ mặt chân này cho đến tim, tâm của lỗ của hình tròn này của nó là 90. Từ tim của cái lỗ này lên trên đỉnh này của nó là 48. Bán kính của hình tròn này là 50, đường kính của hình tròn này là 50. Đường kính của hình tròn bên trong của nó là 25. Khe hở này các bạn nhìn thấy nó là bằng 3. Và từ mép này vào đây của nó bằng 6, bằng 6. Một cái lỗ ở bên này nữa, đấy là đường kính bằng 12. Từ tim lỗ này đến mép này nó là 16. Chiều dài của tấm bề trên này là 32. Và cái chiều sâu của nó cũng là 12. Khoảng cách từ mép này cho đến tim của cái lỗ này từ trên xuống cũng là 12. Và cái chu này của nó là 44, chiều dài 44. Giá đỡ này của nó là bằng 10. Đây, giá đỡ bằng 10. Hay mình gọi là tăng cứng gì nhỉ? Rồi còn hai lỗ ở bên dưới, đường kính bằng 12. Và ở đây chúng ta sẽ bo góc bán kính bằng 25. Đây là một hình trong bài tập số 2 chúng ta đã cùng nhau đi giải quyết. Đầu tiên các bạn mở SolidWorks lên. Mình zoom SolidWorks này. Mình kéo sang một bên này. Để mình nhìn hình ảnh. Rồi. Đầu tiên các bạn sẽ vẽ cho mình một hình chữ nhật có chiều dài là 63, chiều sâu là 10, 100. Mình chọn mặt chiều top, nhìn từ trên xuống. Mình vẽ một hình chữ nhật. Rồi, các bạn dùng Smart Dimension đo cái này lên. Cái này mình để nó là 63. 63. Chiều sâu này mình cho là 100. Rồi. Bây giờ các bạn ép chút nó lên, đẩy khối nó lên. Người ta cho ở đây là 12. Các bạn ép chút lên. Các bạn điền thông số cho mình vào đây. Là 12. Tích cái. Rồi các bạn được một cái tấm độ dài 12. Bây giờ mình sẽ bo góc cái này luôn. Bán kính người ta cho là 25. Mình chọn vào Finesse. Mình chọn hai cạnh này. Mình điền bán kính là 25. Mình nhấn Full Preview để xem trước. Mình kết thúc. Rồi như vậy các bạn đã bo được hai cái góc. Bây giờ tương ứng mình vẽ hai cái lỗ ở trên này luôn. Thì mình sang mục sketch, mình chọn cái mặt này các bạn nhé. Chọn mặt này. Mình sang sketch, mình chọn hình tròn. Mình đưa vào tâm. Mình vẽ một hình tròn ở đây. Đưa ra đây, bắt tâm một hình tròn ở đây. Mình sẽ kết thúc cái hình tròn ở đây. Hai đường tròn này bằng nhau thì mình chọn hình tròn thứ nhất. Sau đó mình nhấn Shift chọn hình tròn thứ hai. Mình nhấn vào LY, tức là hai đường tròn này sẽ bằng nhau. Sau đó mình nhấn vào Smart Dimension. Mình nhấn vào đây, hình tròn. Mình đo bán kính cho nó là 12. Như vậy các bạn thấy hai hình tròn nó sẽ tự động bằng đủ bán kính 12. Sau đó các bạn sang mục Future. Các bạn dùng Edge Shortcut cho mình. Rồi. Mình ở đây sử dụng đấy là throw on, tức là xuyên suốt. Mình kết thúc. Như vậy các bạn đã đục được cái lỗ này. Đó. Bây giờ tiếp tục mình vẽ cái lỗ ở bên trên này. Bên trên này. Thì khoảng cách từ mép dưới này lên tim của cái lỗ này nó là 90. Ok, mình chọn cái mặt này. Rồi. Mình zoom nhỏ vào một chút. Mình vẽ một cái đường center line. Mình gióng từ đây lên. Rồi, mình nhấn chuột phải, select.
Mình nhấn vào Smart Dimension. Nhấn vào đây. Nháy chuột. Của nó thông số 90, mình điền 90. Enter. Sau đó trên này một cái bán kính nó là đường kính nó là 50. Mình vẽ một hình tròn. Âm nằm đây, ra ngoài này. Mình Smart. Nhấn vào đây. Đưa đây bán kính 50. Enter. Rồi. Các bạn thấy nè. Ở đây thì có hai cái ở đằng sau này. Rồi sorry các bạn, mình không nên vẽ ở mặt này. Mình vẽ ở mặt sau thì đúng hơn. Rồi mình tắt cái này đi. Rồi. Mình sẽ làm lại cái bước này các bạn nhé. Mình sẽ chọn cái mặt đằng sau này này. Bởi vì là cái tăng cứng này của mình nó ở mặt đằng sau cơ. Và nó sẽ bằng ở đằng sau như này. Rồi mình chọn mặt đằng sau. Mình dùng center line. Mình vẽ từ đây lên. Rồi nhấn chuột phải cho select. Mình nhấn vào Smart để đo kích thước cho nó. Nhấn vắt đưa ra đây. Mình nhập là 90. Rồi mình zoom nhỏ nó vào. Sau đó trên này mình vẽ một cái hình tròn. Rồi mình nhấn Smart. Mình đo lên. Và mình nhập thông số là 50. Đây các bạn nhìn thấy thông số của nó là 50. Và ở đây này có hai cái đường thẳng tiếp xúc với cái đường tròn này. Cho nên mình vẽ cái đường thẳng. Nhấn vào đây. Nhảy vào cạnh này. Nhấn chuột phải select. Nhiều bạn hỏi vẽ như này thì tiếp xúc được không? Được mà, các bạn chọn cái đoạn thẳng này. Nhấn giữ shift. Chọn tiếp cái hình tròn này. Sau đó các bạn nhấn vào mục tăng queo. Đấy, để cho nó tiếp xúc. Rồi. Tương tự vậy các bạn lại bấm vào đây. Nhấn chuột vào đây cái. Nhấn chuột vào đây. Rồi nhấn chuột phải cho select. Các bạn chọn đường thẳng này. Nhấn giữ shift, chọn tiếp đường tròn này. Các bạn nhấn vào cong queo. Rồi để nó tiếp xúc. Sau khi tiếp xúc rồi, thì các bạn dùng lệnh trim này. Đó, các bạn có thể dùng lệnh trim để cắt xén cái này đi, hoặc không thì các bạn chọn cái đường line này. Các bạn đen nhấn phím xóa cho bàn phím cho mình. Chọn Yes. Như vậy các bạn đã xóa cái đường trục rồi. Ok, lúc này các bạn sang Future. Các bạn nhấn vào Extrude. Các bạn nhấn vào cái mặt này cho mình. Nó đang đẩy khối ngược lại thì các bạn nhấn vào cái mục Lever Direction. Đảo hướng. Đó, thì các bạn điền thông số cho mình ở đây là 10. Đây các bạn nhìn thông số nó cho là 10. Mình điền 10. Enter cái. Kết thúc. Như vậy các bạn đã được cái tăng cứng để ra đỡ này. Được chưa? Rồi bây giờ mình đi tiếp. Rồi ok, mình tiếp tục là chọn cái mặt này. Mình xoay ra đây. Mình vẽ một cái hình tròn. Đó, trung tâm với cái tâm đây. Đó, mình vẽ lại cái đường tròn 50 nhé. Mình nhấn vào đây, mình đưa sang đây. Mình điền là 50. Tích cái. Rồi. Các bạn thấy nè, cái này nó sẽ chút đẩy ra đây là 44. Rồi các bạn sang đây chọn Extrude. Đó, các bạn đảo hướng lại cho mình, điền thông số là 44, tích cái. Rồi các bạn đã được một cái kết quả đó. Thế bây giờ để vẽ một cái tăng cứng ở giữa này thì các bạn có thể làm như sau. Các bạn vào Sketch, các bạn vẽ đường line ra cho mình. Đấy, đường line. Đó. Nó ở chính giữa này. Vào đây. Các bạn đưa lên trên này. Rồi, ok. Các bạn đưa lên trên này. Rồi các bạn có thể đưa lên trên này không được, hoặc không thì tùy các bạn chọn lựa. Lúc này các bạn có đường line, các bạn kết thúc đi cho mình. Rồi các bạn lại đường line này giống từ cái tọa độ điểm này lên đây cho mình. Đó à, rồi
Rồi, để vẽ được cái tăng cứng ở bên dưới này, các bạn sẽ làm như sau. Các bạn chọn cái mặt này cho mình. Các bạn vẽ ra vào mục sketch. Vẽ ra cho mình một hình chữ nhật. Dài từ đây đến đây. Rồi, ok, các bạn vẽ sâu vào bên trong cũng không vấn đề gì. Sau đó các bạn nhấn chuột phải, chọn select kết thúc. Các bạn chọn cái đường này cho mình. Nhấn giữ shift, chọn cái đường này. Sau đó các bạn làm buộc theo kiểu Cunha này. Đó, tự khắc nó bằng nhau. Các bạn có thể áp dụng để cho nó bằng cái đường này cũng được, nếu mình muốn chắc chắn. Sau đó các bạn nhấn Smart Dimension. Nhấn vào đây, các bạn đưa ra ngoài này. Các bạn nhập thông số cho mình bằng 10. Enter. Rồi. Như vậy mình sẽ đo này, từ mép này sang đây là 100, tức là ra chính giữa của nó là 50. 50 các bạn trừ đi 5, tức là giật vào 5. Như vậy các bạn đo từ đây sang đây cho mình chỉ còn lại là bao nhiêu thôi, 45 đúng không nhỉ, bởi vì mỗi bên trừ đi 5, 45. Sau đó các bạn đẩy khối lên, các bạn sắp khu chờ dùng Etude đẩy khối cái này lên. Nhưng nếu như các bạn đẩy khối lên mà các bạn chạm cái mặt này này, thì ở đây này cái đường cong của cái hình tròn này nó sẽ khoét lõm cái thằng này xuống, bình thường nó phải khoét lõm xuống. Cho nên ở đây các bạn chọn cho mình là kiểu up to surface, tức là tiếp xúc với bề mặt đó. Sau đó các bạn nhấn vào cái mặt cong này cho mình. Đó thì các bạn nhìn thấy à, đây cái chỗ này mình hơi lõm xuống này. Đó, để cho nó lõm xuống. Như vậy thì nó đúng với chi tiết của hình tròn hơn. Các bạn nhấn vào đây, kết thúc. Rồi. Thế để làm sao để phát chéo được giống như này, thì các bạn chọn mặt này cho mình. Các bạn vẽ cho mình cũng đường thẳng. Chéo từ đây qua đây. Rồi, ok, các bạn lên đây. Sang đây. Sau đó các bạn sang mục Future. Các bạn nhấn Edge Cut. Đó, các bạn cứ kéo dài qua một chút, tích cái. Rồi, các bạn được kết quả. Bây giờ nhiệm vụ còn lại là mình sẽ phải đục cái lỗ này. Rồi, mình chọn cái mặt này. Rồi, mình vẽ cái hình tròn ở đây. Trung tâm vào đây. Đấy, trung tâm ở đây. Rồi, đường kính của nó là 25. Các bạn nhấn thằng này ra. Nhập 25. Rồi các bạn, cái lỗ này nó xuyên suốt về đằng sau. Cho nên là sang đây mình chọn chút cắt. Mình chọn thôn lâu. Tích cả nó xuyên suốt về đằng sau. Đó các bạn nhìn thấy nó xuyên suốt về đằng sau. Thế bây giờ để thể hiện được hai cái khối được khối trụ ở trên này. Đấy, thì mình sẽ làm sao? Đầu tiên là mình sẽ tạo cái mặt phẳng. Mình bấm vào defer này, chọn plane. Mình chọn cái mặt ở bên dưới này. Đó, mình đảo hướng nó lên. Các bạn nhấn flip. Đảo hướng. Đảo hướng lên trên. Đảo hướng lên trên thì ở đây là các bạn nhìn thấy cái này người ta cho 90, cái này cho 48. Như vậy tổng độ cao từ đây đến đây của nó là 138. Cho nên mình điền vào đây 138. Enter. Đó, các bạn được cái tấm lên ở trên đúng bằng kích thước chiều dài chiều độ cao này. Các bạn tích kết thúc. Sau đó các bạn vẽ cho mình hình chữ nhật ở đây. Rồi, ok, mình chọn tấm lên. Mình chọn normal tool. Thì nó quay về đây. Rồi mình chọn lại phát nữa. Rồi. Sau đó cái gì? Các bạn vẽ cho mình hình chữ nhật nhé. Đấy, các bạn tùy các bạn chọn lựa vẽ hình chữ nhật qua trọng tâm này cũng được. Rồi các bạn nhấn cái kéo này như này. Rồi, ok các bạn. Đấy, như vậy các bạn đã vẽ được hình chữ nhật như này. Thế thì khi vẽ được hình chữ nhật này rồi, các bạn phải làm gì? Đo kích thước cho nó. 12 cộng 12 là 24, 24 cộng 3 là 27. Rồi, ok. Mình đo chiều này của nó là 20, 27. Chiều này của nó là bao nhiêu các bạn nhỉ? Đấy, các bạn nhập thông số này vào cho mình. Cái này người ta cho là 32. Rồi, 32. Khoảng cách từ mép này đến đây, nó cho bằng 6. Các bạn thấy nó bằng 6. Đừng có 44, các bạn lấy 44 trừ đi 32.
là 12, còn lại 12, mỗi bên chia đôi là 6. Thì các bạn nhớ vào Vâng. đây. Nhớ vào đây, các bạn đưa ra đây. Các bạn nhập 6. Nếu vô tình các bạn không nhập được cái con số 6 này, bởi vì nó đang ràng buộc ở cái tâm này của nó, thì các bạn chọn cái đường trục này này các bạn này. Các bạn kết thúc đi cho mình. Đấy, các bạn nhiều trục này các bạn xóa đi cho mình. Rồi sau đó các bạn bấm vào Smart này. Các bạn nhấn vào cái này. Nhấn vào cái này các bạn đưa đây nhập. Rồi các bạn điền 6 cho mình. 6. Như vậy là các bạn được cái kết thúc. Sau đó các bạn gì? Sang đây. Để chút nó xuống. Và ở đây các bạn nhìn thấy bề mặt nó cong cong như này. Cho nên là các bạn cũng phải dùng Up to Surface. Các bạn chọn cái bề mặt cong này cho mình. Đó. Sau đó các bạn kết thúc cho mình ở đây. Đó thì các bạn được kết quả giống như này. Bây giờ làm gì? Các bạn có một cái lỗ này. Nó xuyên suốt. À rồi, ok các bạn. Sao nó lại ngắn thế này? Rồi, mình xem nào. Rồi, à đây, cái chiều này của mình nó chưa bằng này. Đấy, nó lên 36 này, mà đây chỉ có 32 thôi. Mình tạm thời mình nhấn đúp vào cái này. Để mình điền lại là 36, Enter. Đấy, nó thụt lại. Rồi, sau đó các bạn dùng Future. Add chút. Rồi, các bạn dùng Up to Surface. Chọn cái bề mặt này. Kết thúc. Rồi, các bạn được kết quả. Rồi, được chưa? Đó, bây giờ các bạn đục cái lỗ này từ đây sang đây xuyên suốt như này, các bạn chọn cái mặt này cho mình. Rồi các bạn sang sketch, vẽ cho mình một hình tâm này kéo dài lên đây. Rồi ok, các bạn đo kích thước smart cho mình. Khe này bằng 3 thì các bạn đo nhập bằng 3, enter cho mình. Rồi sau đó các bạn sang đây chọn edge cut. Các bạn sử dụng draw on kích kết thúc. Rồi các bạn đã cắt thủng như này. Bây giờ tiếp tục các bạn chọn cái mặt này cho mình. Vẽ cho mình cái hình tròn đây. Đường kính bằng 12 đây. Vẽ cho mình cái hình tròn đây. Rồi ok, mình đo đường kính của nó là 12. Rồi sau đó này các bạn đo từ tâm này sang đây của nó là 16. Ok, các bạn đo từ tâm này sang đây, nhập lên đây 16. Ok, từ tâm này lên trên đỉnh này là 12. Rồi mình đo tiếp từ trên đỉnh này xuống đến cái tâm này sang đây, mình nhập là 12. Rồi ok các bạn, bây giờ cái thằng này cũng ép chút cắt. Rồi mình sang đây. Bấm vào chút cắt. Rồi mình có thể chụp pin kéo dài qua này cũng được. Kết thúc. Rồi ok. Mình ẩn cái tấm blend này đi cho các bạn dễ nhìn. Đó. Như vậy là chúng ta đã tạo xong cái chi tiết số 2. Các bạn cố gắng ở nhà thì nhìn đúng thông số và làm bài tập. Chúc các bạn làm tốt. Nếu các bạn thấy kênh của mình hay thì hãy đăng ký kênh. Nếu các bạn muốn tham gia một khóa học SolidWorks thì hãy liên hệ với mình. Chúc các bạn làm tốt.